Đại gia Đức An đã trải qua 4 đời vợ, cuộc đời có nhiều quyết định lớn làm nên đại sự nhưng cũng sai lầm nóng vội không ít, đặc biệt là trong chuyện tình cảm. Khí chất sang giàu hiện lên số đa thê thấy rõ, nhưng không cho thấy sự khắc khổ cô độc khi về già. Theo đánh giá của mình, Phan Như Thảo chính là lựa chọn đúng đắn của ông. Bởi vì dù ông An có khôn ngoan lọc lỗi, nhưng trước Thảo, ông ấy luôn cảm thấy mình có trách nhiệm bảo bọc chở che, bởi đó là số mệnh. Còn Phan Như Thảo là người khá nóng tính, nghĩ sao nói vậy, nhưng cô ấy có khuôn mặt có hậu, đặc biệt là đôi mắt và nụ cười. Một khi lấy ông An, người đã trải qua nhiều đời vợ, thì Eva tin rằng Phan Như Thảo là sự lựa chọn cuối cùng của ông An, bất kể thăng trầm gì, nên tương lai của cặp này có thể sống chung răng long đầu bạc. Siêu mẫu Ngọc Thúy có khí chất rất sang trọng, tính chủ quyền cao, nhưng đôi mắt của cô ấy rất buồn, tỏ ra năng lượng cô đơn độc hành trên hành trình của mình. Nên nếu lấy chồng cao cơ hơn thì khó ăn ở lâu dài. Nếu lấy chồng dưới cơ thì phải nhường nhịn cho qua, nhưng cũng hay âm ỉ những bất đồng về vật chất và lối sống. Giả lại Ngọc Thúy có cơ mệnh thu hút người thực dụng nhiều hơn chân thành, nên đời sống tương lai cần phải hết sức tính toán việc hệ trọng, không dễ tin người, không nên quá liều, biết vừa đủ thì cô ấy mới cân bằng được hạnh phúc tinh thần và vật chất.